Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sài Gòn nắng nóng chưa từng có. Ngày 3 tháng 5, VOA tiếng Việt cho hay Sài Gòn nóng như chảo lửa, người dân khốn khổ. Theo VOA, Sài Gòn và cả nước Việt Nam đang trải qua đợt nắng nóng gây gắt và kéo dài chưa từng thấy, khiến người dân rất vất vả trong sinh hoạt và mưu sinh. VOA dẫn số liệu thống kê của VN Express cho hay, từ đầu năm đến cuối tháng 4, Sài Gòn đã ghi nhận 74 ngày có nhiệt độ trên 35 độ C, trong đó có một chuỗi 28 ngày liên tiếp. Mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 39 độ C, tức là chỉ thấp hơn một chút so với ngưỡng nóng lịch sử từng được ghi nhận vào năm 1998 là 39,6 độ C. Tuy nhiên, đây là mức nhiệt được đo trong bóng râm, còn nhiệt độ thực sự ở ngoài trời cao hơn nhiều. VOA dẫn một tờ báo Mỹ cho biết, khu vực Đông Nam Á đang trải qua đợt nắng nóng khốc liệt, xô đổ mọi kỷ lục, khiến trường học bị đóng cửa, kéo căng lưới điện và dẫn đến nhiều trường hợp đổ bệnh, thậm chí tử vong. Và đây là hình bài trên VOA. Tờ báo này dẫn lời nhà lịch sử khí hậu Harina viết trên X rằng đợt nắng nóng ở Đông Nam Á năm nay là khắc nghiệt nhất trong lịch sử khí hậu thế giới. Cũng theo tờ báo này, Việt Nam ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 44 độ C ngày 30 tháng 4 ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Theo ghi nhận của VOA, trên khắp mạng xã hội, người dân ở Sài Gòn ai cũng than nóng. Nhiều người mô tả là nóng như lò hấp, nóng như hỏa diệm sơn, nóng muốn ngu người, nóng như trong phòng sông hơi. Thậm chí có người còn cho biết họ thử bước chân trần ra ngoài đường và đã bị bỏng hai bàn chân, có người còn thử chiên trứng ngoài trời nắng không cần bếp. VOA dẫn một hãng tin của Pháp cho hay, nắng nóng còn khiến hàng trăm ngàn con cá chết, phủ kín khắp mặt hồ sông Mây ở tỉnh Đồng Nai, có diện tích rộng 300 hectare, số lượng cá chết tương đương 200 tấn. VOA cũng dẫn Facebook của cựu nhà báo tuổi trẻ Cù Mai Công viết rằng Dân Sài Gòn tơi tả trong nắng hạn liên tục hơn một tháng nay, ngày nào cũng từ 36 độ trở lên. Suốt 5 ngày lễ dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cho tới nay, nhiệt độ luôn từ 38 đến 39 độ C. Đến 1-2 giờ sáng, trời vẫn oi hầm 30 đến 31 độ C, cả Sài Gòn rực lửa hạ. Nhà báo này đặt nhiệt kế ngoài trời, trên đường Tôn Đức Thắng ở trung tâm thành phố, vào giữa trưa ngày 2 tháng 5 và đo được mức nhiệt từ 51 đến 53 độ C. Cả con đường phừng phực nắng, ông cho biết. Và đây là hình trang phục chống nắng của người Sài Gòn. Nhà thơ Đỗ Trung Quân nói với VOA rằng trời nóng quá, ông bị khó thở và phải thở oxy. VOA dẫn lời bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, người bán quán bánh canh cua ở góc đường Lãnh Binh Thăng, Ngọc Hân, công chúa quận 11 nói rằng năm nay nóng nhiều hơn những năm trước. Trời nắng chỗ chang khiến bà không dám nhìn ra ngoài vì nhìn sẽ bị lóa nắng, không thấy được. Còn vào buổi chiều thì trời rất hanh, hơi đất bốc lên hừng hực, khiến cho sàn nhà lao đi lao lại bao nhiêu lần cũng vẫn nóng. Bà cho biết thời điểm này từ lúc bà mở quán vào lúc 11 giờ trưa thì hầu như không có khách vì người Sài Gòn không ai ra đường vào buổi trưa và phải đến sau 4 giờ chiều thì bà mới bán được. Lượng khách tới quán giảm 20%, bà nói. VOA cho biết thêm, không chỉ có thành phố lớn nhất nước chịu đựng nắng nóng gây gắt mà cả nước Việt Nam trong giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5 cũng trải qua đợt nóng khốc liệt. Vẫn theo VOA, báo VN Express dẫn số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 2 đến 4 độ, cá biệt có nơi cao hơn 4 độ C so với cùng kỳ nhiều năm trước, nên nhiệt phổ biến từ 39 đến 42 độ C. Nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận là 44 độ C ở Tương Dương, Nghệ An vào ngày 30 tháng 4 và ở Đông Hà, Quảng Trị vào ngày 28 tháng 4. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sài Gòn nắng nóng chưa từng có. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc có mạng lưới tình báo rộng lớn nhất thế giới, có thể can thiệp chính sách các nước khác. Ngày 30 tháng 4, AFI tiếng Việt cho hay gián điệp Trung Quốc bị lộ bài ở châu Âu. Theo AFI, từ nhiều năm qua, nhiều nước châu Âu đã cảnh báo về hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại châu lục này. Trong vòng một tuần, 6 người đã bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc, hai người ở Anh và 4 người ở Đức. Một trong những người bị bắt giữ ở Anh là một nhà nghiên cứu tại quốc hội có thể tiếp cận nhiều chính khách và gây ảnh hưởng đến chính sách của Anh đối với Trung Quốc. Còn tại Đức, một trong bốn người bị cáo buộc làm gián điệp do Trung Quốc là Chiango bị các công tố viên coi là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Người Trung Quốc có quốc tịch Đức này bị cáo buộc làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ông Gu là trợ lý của Maximilian, nghị sĩ châu Âu thuộc đảng cựu hữu Alternative for Germany. Ông Maximan cũng là một trong những người ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6. Và đây là hình bài trên AFI. Bên cạnh đó, AFI cho biết chính quyền Hà Lan và Ba Lan ngày 24 tháng 4 đã đột kích vào các văn phòng của Nettech, một công ty thiết bị an ninh Trung Quốc, bị tình nghi có những giao dịch không minh bạch. Vào đầu tháng 4, Thụy Điển đã trục xuất một nhà báo Trung Quốc định cư ở nước này từ hơn 20 năm qua với lý do đe dọa an ninh quốc gia. Tại Pháp, từ nhiều năm qua, cơ quan tình báo đã lo ngại về hôn nhân giữa những sinh viên nữ Trung Quốc với các nhân viên vùng Britagan hay với các kỹ sư làm việc trong căn cứ Hải quân ở Brest. AFI dẫn nhận xét của nhiều người cho rằng Trung Quốc đang tăng cường mạng lưới gián điệp ở châu Âu, vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế và mở rộng sang lĩnh vực chính trị. Vẫn theo AFI, chiến tranh Ukraine đã tác động đến các hoạt động tình báo của Trung Quốc tại châu Âu. Có khả năng tình báo Nga và Trung Quốc đã cộng tác với nhau vì có cùng mục tiêu cùng nhau thúc đẩy lợi ích của mình tìm các suy yếu vị thế của các nước phương Tây. Cơ quan an ninh của Đức đã công khai cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc kể từ năm 2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine. Về các thức hoạt động của gián điệp Trung Quốc, AFI cho hay Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc là một tổ chức cảnh sát dân sự bí mật mà Hoa Kỳ mô tả giống như là sự kết hợp giữa FBI và CIA được thành lập năm 1983. Và đây là hình lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Bộ này có mạng lưới gián điệp rộng lớn và có ảnh hưởng ở nước ngoài, ăn cắp thông tin tình báo và công nghệ nước ngoài. Các văn phòng tình báo của Trung Quốc không tập trung mà được phân bổ rải rác. Ví dụ, văn phòng ở Thượng Hải chỉ đạo các hoạt động ở Mỹ, trong khi văn phòng ở Chiết Giang thì làm việc với mạng lưới gián điệp ở châu Âu. AFI dẫn lời ông Paul Charon, nhà nghiên cứu về tình báo thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự ở Pháp, cho hay Nhiệm vụ của cơ quan này, ngoài việc bảo vệ đảng cầm quyền, còn phải chống lại 5 loại độc. Độc lập của Đài Loan, độc lập của Tây Tạng, phe ly khai ở Tân Cương, Pháp Luân Công và phong trào dân chủ Trung Quốc. Theo chuyên gia nghiên cứu Paul Charon, Trung Quốc có các phương tiện liên lạc được mã hóa hay các thủ thuật hòm thư chết, các chiến dịch cờ giả. Ban đầu họ tập trung vào cộng đồng người Hoa hải ngoại, nhưng hiện giờ họ đã có nhiều nguồn nhân lực khác nhau với quy mô hoạt động rộng lớn nhất thế giới lên đến hàng trăm ngàn điệp viên và hàng trăm ngàn người, tức doanh nghiệp bị tiếp cận. Vẫn theo ông Paul Charan, hoạt động của các điệp viên Bắc Kinh ngày càng tinh vi và bí mật, nhờ chất độ chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao. AFI dẫn lời ông Eric, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Hòa bình, cho rằng các vụ bắt giữ gián điệp gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì Trung Quốc cũng đã cải thiện các kỹ thuật tình báo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc có mạng lưới tình báo rộng lớn nhất thế giới, có thể can thiệp chính sách các nước khác. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.